Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình iGroup nhận 10 top càng có cả em tên Lan là bạn đến từ sáng Mitavi Serlan. Thì đây là một cái dòng thứ hai là cái dòng cuối của nó các bạn. Trước chào khoảng 2 ngày trước mình có hướng dẫn các bạn chatbot go 1, con này go 2 các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video xem tắt chatbot các bạn. Sau này có kênh nào mà giới thiệu thêm một dự án này nữa thì các bạn không làm nữa các bạn. Có hai gào nha các bạn, các bạn chọn này gấp. Cái này là gào cuối đó. Rồi, video đầu tiên các bạn chọn cái gấp nè các bạn. Mình đã chọn rồi, các bạn đắp lên nè. Tiếp tục cho tiếp cận seller nè. Rồi mình đã chọn rồi, bạn kiểm tra thôi bạn, tiếp tục chọn nè. Này các bạn chỉ việc vào kiểm tra thôi bạn. Rồi các bạn copy hết tag này các bạn. Này như các bạn vào các bạn điền địa chỉ với sau này nhận tôi cặn thôi. Rồi tiếp tục follow nữa các bạn. Rồi mình đã theo dõi rồi. Rồi bạn like nè. Các bạn chụp nhận tweet chiếc hashtag mà đã copy nè. Các bạn tweet lại nè. Rồi sau đó các bạn bắt đáp nữa nha. Rồi tiếp tục thì các bạn follow kênh banner nữa nè các bạn. Rồi trên kênh banner đó bạn follow nữa các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt đáp nữa nè. Rồi các bạn vào tweet nè các bạn. Rồi đây thì nó có yêu cầu tweet gì không ta? Không các bạn thì các bạn like nè, các bạn chỉ dẫn cho tôi quyết với username đi các bạn, account crypto, crypto tom, curry tom. Rồi các bạn tôi quyết lên các bạn. Rồi sau đó các bạn mới đáp lên nè, bấm submit đi tên rồi bấm done. Rồi tiếp tục thì các bạn submit đường link profile tại Twitter mình nha các bạn, thì các bạn mở tại Twitter mình ra nè. Thời gian này của game khá là ngon luôn đó các bạn. Mình nhập anh avatar nhé, cho một hồ sơ nhập bằng anh cùng nhập vào chia sẻ nè. Rồi các bạn sẽ chép liên kết rồi là support. Rồi tiếp tục gửi địa chỉ BNB Smart Chain Bet20 xin chúc Palette các bạn nha. Dự án này dòng 2 này nhiệm vụ khá là đơn giản. Hôm trước nó bắt mình vút consumer coi hút gì tầm lum hết trơn. Rồi tiếp tục thì hỏi có join kênh group kênh seller subscribe không, thì các bạn vào các bạn subscribe kênh YouTube luôn, bấm don nha bạn. Rồi nó hỏi có submit follow request group. Để coi gỡ tài quyết thế nào. Rồi tiếp tục thì bạn gỡ là đường link tài quyết tới đó các bạn, thì mở tài quyết tên ra nè. Các bạn chia sẻ cái bài các bạn đã tweet nè. Rồi các bạn sẽ chép liên kết nè. Rồi lại support nè. Rồi sau đó thì các bạn follow Facebook. Rồi lại đường link profile Facebook nè. Tưởng đâu nhiệm vụ hết không? Cái cục. Rồi xem Facebook thì mà các bạn nào chưa thích thì bấm thích nha bạn. Xuống đây thì các bạn chạy chút xíu đi. Các bạn like nè các bạn chia sẻ công khai nha các bạn. Các bạn bình luận luôn đi các bạn. Good. Đôi khi các bạn bình luận là tốt cho các bạn nha bạn. Các bạn như các bạn có tương tác cho các bạn. Rồi sau đó các bạn nhấp vào mũi tên nè. Nhấp vào anh avatar của mình nè. Nhấp vào ba cánh cùng nè. Các bạn sẽ chép liên kết nè. Rồi là cho bot. Rồi sau đó thì hỏi upload những cái này thì các bạn ui là đây thì nhiệm vụ tùy chọn, nếu bạn nào không thích vút thì các bạn bỏ qua, còn nào có vút thì bấm đón các bạn, thì mình làm luôn các bạn. Login PCL. Rồi các bạn bấm vào login các bạn. Rồi các bạn bấm reset, các bạn đăng ký nguyên tài khoản cho này đi. Rồi sau khi các bạn login vào xong thì các bạn lướt xuống các bạn tìm cái đồng coin của nó các bạn. Rồi các bạn chỉ việc nhấp vào đây nè các bạn. Các bạn copy cái dòng chữ này nè các bạn. Rồi ta MT Lăng nè. Inter Milan nè các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Không được ta. Sao không có ta. Sổ rồi. Rồi nha các bạn. Các bạn dán vào cái mục trên đây nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào đây nè.
Ad coi. Ui trời, ad chi à? Mình vuốt mà. Thôi bỏ đi các bạn. Rồi, các bạn nhấp vào các bạn. Rồi các bạn lướt xuống nè. Các bạn bấm 1 phút nè. Verify mail. Trời ơi, chưa verify mail. Mà nó chỉ mail ra. Thôi, các bạn làm tới đây cũng bỏ rồi các bạn. Thì mình làm cho nó hoàn thành luôn các bạn. Nó làm cho nó ấy luôn. Cho nó đâu đó đàng hoàng luôn. Enter Milan lên. Rồi xuống đây mà bấm vuốt nè. Rồi chụp màn hình lên các bạn. Hoặc rời khỏi cũng được. Để coi nó yêu cầu không. Rồi các bạn tiếp tục chạy dân bot nữa nè. Rồi tiếp tục vuốt này nè. Làm hết luôn các bạn. Bảo mặt quá đi. Dự án qua mặt bạn cạnh cùng. Đây không có đăng ký vậy. Rồi thì các bạn lướt xuống các bạn chạy xíu mình vuốt nữa. Website Telegram Twitter rồi còn bấm vào 1 vuốt nữa các bạn. Đâu rồi ta? Vuốt sao đâu mà không biết. Vuốt đây nè mà nó không ăn này. Kỹ ta. Nhâm hồi nó mới ra cấp cha các bạn. Rồi các bạn cấp cha nè. Ui trời cái máy nước không nổi cấp cha. Các bạn nhấp vào mới ra cấp cha. Các bạn nước cấp cha là xong nha các bạn. Rồi vuốt xong rồi tới coi hút các bạn. Cô xin bơ chắc mình đang có vuốt rồi. Trên đây thì mình cũng bấm vuốt nha các bạn. Website vuốt market. Rồi sau khi các bạn vuốt xong thì các bạn bắt up lên nè các bạn. Rồi các bạn vào vuốt consumer luôn rồi bằng bấm don nha các bạn. Để mình trái về ấy. Bấm don. Rồi ok bấm balance để check số cầm mình kiếm được nha các bạn. Ok mình đã nhận được 10 tập cần em Thailand nè các bạn. Các bạn lên ghép chia sẻ bè và người thân kiếm những cần nha các bạn. Good go. Rồi, vậy video mình ở đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.